Xin chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng thứ năm ngày hôm nay là 23 tây tháng 3 2023. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay là bản tin nói về cựu tổng thống Trump có thể sẽ không ra hầu tòa vào tuần này. Theo Daily Mail thì cựu tổng thống Donald Trump có thể sẽ bị truy tố vào ngày thứ tư, 22 tháng 3 nhưng sẽ không xuất hiện trước một thẩm phán ở New York cho đến tuần sau. Theo một nguồn tin biết về quá trình tố tụng nói riêng với Daily Mail, vào hôm thứ ba, 21 tây tháng 3 sẽ không có hoạt động thẩm phán trong tuần này. Theo nhiều báo cáo đưa tin, Sở Mật vụ và Văn phòng Biện lý quận Manhattan sẽ phối hợp thực hiện vụ bắt giữ cựu tổng thống chưa từng có tiền lệ, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Nguồn tin của Daily Mail cho biết Sở Cảnh sát New York sẽ hoạt động 24/7, giống như họ làm khi có phái đoàn Liên Hiệp Quốc tới đây, với an ninh được tăng cường, nhưng họ thậm chí không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra trong tuần này. Sở Cảnh sát New York được cho là có tất cả là 36.000 sĩ quan, được thông báo sẵn sàng đối phó nếu có các cuộc biểu tình hoặc phản đối gây ra tình trạng bất ổn. Những người biểu tình cả ủng hộ lẫn phản đối cùng các cơ quan truyền thông dần dần xuất hiện và dự đoán sẽ ngày càng tăng. Newsmax báo cáo cho biết ông Trump tuyên bố sẽ phối hợp với các lực lượng thực thi luật pháp. Hiện nay ông Trump đang tại dinh thự riêng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Những người ủng hộ ông Trump đã tập hợp một cách hòa bình bên ngoài Mar-a-Lago, vẫy cờ và bảng báo của Trump. Ông Joe Jacopina, luật sư riêng của ông Trump, nói với chương trình Rob Smith Tonight của Newsmax vào hôm thứ Hai rằng sự kiện này sẽ là một sự kiện chính trị to lớn của các công tố viên đảng Dân Chủ, bao gồm việc đưa hình ảnh cho giới truyền thông về một cuộc áp giải cựu tổng thống, hoặc thậm chí có thể có cả còng tay cựu tổng thống. Theo ông Jacopina, kẻ tống tiền là diễn viên khiêu dâm thì không bị bắt, mà nạn nhân của vụ tống tiền lại bị bắt. Chẳng qua đây chỉ là cuộc tấn công của đảng Dân Chủ, vũ khí hóa văn phòng luật sư quận để truy đuổi một đối thủ chính trị hoặc ngăn chạy đua tranh cử. Ông Trump thông báo kế hoạch 10 điểm xóa bỏ nhà nước ngầm. Hôm thứ Ba 21 tây tháng 3, cựu Tổng thống Donald Trump phát hành video dài gần 4 phút trên Rumble thông báo về kế hoạch 10 điểm xóa bỏ hoàn toàn nhà nước ngầm. Theo Epoch Times, nhà nước ngầm là thuật ngữ của chính trị ông Trump thường dùng để đề cập đến một phe nhóm của các viên chức liên bang chống Trump, làm việc chống lại nghị trình chính trị của ông. Kế hoạch 10 điểm bao gồm khôi phục lệnh hành pháp 2020, trao quyền cho Tổng thống sa thải các viên chức xấu xa, cải cách các cơ quan ban ngành liên bang, sa thải tất cả nhân tố hủ bại trong bộ máy an ninh và tình báo quốc gia, và cải cách các tòa án FISA, bảo đảm vận nạn tham nhũng sẽ bị loại bỏ từ gốc rễ. 4 ủy ban sự thật và hòa giải sẽ giải mật và công khai tất cả tài liệu về nhà nước ngầm đang gián điệp, kiểm duyệt và lạm dụng quyền lực. 5 trấn áp thẳng tay những kẻ rò rỉ thông tin chính phủ, thông đồng với truyền thông để tạo ra các câu chuyện sai, buộc tội hình sự những kẻ đó một cách thích đáng. 6 tách riêng các cơ quan văn phòng tổng thanh tra ra khỏi các bộ mà các văn phòng đó giám sát để họ không trở thành công tố viên của nhà nước ngầm. 7 hệ thống kiểm toán độc lập sẽ tiếp tục giám sát các cơ quan tình báo để họ sẽ không gián điệp công dân Hoa Kỳ hoặc điều hành chiến dịch truyền tin sai lệch chống lại người Mỹ. 8 tiếp tục nỗ lực của chính quyền Trump trong việc loại bỏ viên chức liên bang khỏi Hoa Trình Đốn nhằm hút cạn đầm lầy. 9 cấm các viên chức liên bang tham gia vào các công việc tại các công ty mà họ giải quyết và điều tiết, chẳng hạn như Big Pharma. 10 thúc đẩy sửa đổi hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ của các nghị sĩ trong Quốc hội. Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào ngành máy bay không người lái của Iran. Theo Reuters, Hoa Kỳ công bố vòng trừng phạt mới nhất đối với việc sản xuất hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran, lần này tập trung vào các công ty và cá nhân bị cáo buộc mua thiết bị cho chương trình máy bay không người lái của Tehran. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết mạng lưới mua sắm được nhắm mục tiêu hoạt động thay mặt Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang hậu cần Iran, cơ quan giám sát các công ty tham gia phát triển máy bay không người lái và hỏa
hỏa tiễn đạn đạo. Các biện pháp trừng phạt mới nhất được đưa ra khi viên chức Hoa Kỳ tiếp tục cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine. Liên minh châu Âu cũng nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp máy bay không người lái của Iran bằng các biện pháp trừng phạt. Ông Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính tại Bộ Tài chính cho biết, việc phổ biến máy bay không người lái và vũ khí của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm của họ tiếp tục làm suy yếu an ninh khu vực và sự ổn định toàn cầu. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vạch trần các mạng lưới mua sắm nước ngoài ở bất kỳ khu vực tài phản nào, hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Iran. Những thực thể có tên trong lệnh trừng phạt hôm thứ Ba bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc phòng có trụ sở tại Iran, công ty mua sắm Farazan Industrial Engineering và hai công ty khác cùng với các đại lý mua hàng từ các công ty do biện pháp trừng phạt các thực thể bị nhắm mục tiêu sẽ bị từ chối tiếp cận bất kỳ tài sản nào có của Hoa Kỳ được nắm giữ tại quốc gia này. Các công ty Hoa Kỳ sẽ bị cấm kinh doanh với những thực thể được xác định. Hoa Kỳ và Philippines thúc đẩy tăng cường quan hệ đồng minh. Hôm 21 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Colito Gavez nhằm thảo luận nỗ lực tăng cường quan hệ đồng minh. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài Patrick Ryder xác nhận rằng trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Austin tái khẳng định cam kết với Philippines, đồng thời nhấn mạnh hiệp ước phòng thủ chung giữa hai bên có phạm vi bao trùm lực lượng vũ trang, máy bay và phi thuyền công vụ, trong đó có phi thuyền của lực lượng bảo vệ ở bờ biển Philippines. Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Philippines cũng hoan nghênh lễ động thổ dự án cải tạo đường băng tại căn cứ không quân Basa trị giá 24 triệu Mỹ Kim, một trong những dự án được phê chuẩn trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường. Ngoài ra, hai bộ trưởng còn hoan nghênh các hoạt động chung sắp diễn ra giữa quân đội hai nước, trong đó có cuộc tập trận Palakatan vai kề vai quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 17.000 binh sĩ. Hai bên cũng thống nhất ra soát toàn bộ phạm vi hợp tác biển song phương trong cuộc đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 sắp tới. Ngày 22 tháng 3, Tổng thống Philippines cho biết ông sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức về địa điểm của 4 căn cứ quân sự bổ sung theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Phát biểu trước báo chí, Tổng thống Marcos cho biết có 4 căn cứ quân sự bổ sung tại Philippines, một số phía Bắc, một số chung quanh đảo Palawan và một số ở xa hơn về phía Nam. Trong tháng 2, Tổng thống Marcos cho phép quân đội Hoa Kỳ tiếp cận 4 căn cứ mới, ngoài 5 căn cứ trước đây theo thỏa thuận 2014. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng cho phép quân đội Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines để thực hiện hoạt động huấn luyện chung, lắp đặt thiết bị và xây dựng các cơ sở như đường băng, kho chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự, nhưng đây không phải là sự hiện diện lâu dài. Quân đội Hoa Kỳ mở căn cứ quân sự thường trực đầu tiên tại Ba Lan. Ngày 21 tháng 3, quân đội Hoa Kỳ khánh thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan. Hơn 10.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú tại Ba Lan, quốc gia trở thành nơi trung chuyển chính cho hàng viện trợ và thiết bị tới Ukraine. Lực lượng đồn trú thường trực của Hoa Kỳ đóng tại thành phố Poznan, miền Tây của Ba Lan. Đây là lực lượng đồn trú thường trực thứ 8 của Hoa Kỳ ở châu Âu. Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan Mark Brunzinski nói, sự kiện này mang tính lịch sử và tín hiệu cho thấy chúng tôi có mặt ở đây lâu dài. Đây cũng là tín hiệu với thế giới rằng Hoa Kỳ giữ vững cam kết với Ba Lan và NATO. Chúng ta đoàn kết đối mặt với chiến dịch của Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Majerus Prasad đánh giá cao sự hiện diện lâu dài của Hoa Kỳ tại quốc gia châu Âu này, đặc biệt khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo ông Bashar, lực lượng đồn trú của Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng đối với an ninh của Ba Lan cũng như an ninh của NATO. Trước đó, trong một thông báo được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng Ba Lan, Bộ trưởng Bashar cho biết trong vài năm tới, Warsaw sẽ mở rộng căn cứ quân sự của Lữ đoàn Tác chiến Không quân Hoa Kỳ nằm ở thành phố Vorwijk, miền trung Ba Lan. Việc mở rộng căn cứ là một phần của thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng năm 2020 giữa Hoa Tĩnh Đốn và Warsaw. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết thỏa thuận này tạo điều kiện cho sự hiện diện thường xuyên, lâu dài của quân đội Hoa Kỳ ở Ba Lan, đồng thời sẽ củng cố an ninh cho nước này. Có tổng cộng 114 dự án cơ sở hạ tầng tại 11 địa điểm được đưa vào thỏa thuận giữa hai nước mà Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết sẽ giúp phát triển nhanh chóng khả năng chiến đấu bổ sung ở khu vực Trung và Đông Âu.